Thư gửi ông Ti Tô Chương 1 Tôi là Phao Lô Tôi tớ của Thiên Chúa Và tông đồ của Đức giê xu -tô. Có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn Đến Đức tin Và sự nhận biết chân lý phù hợp với Đạo Thánh Với niềm hy vọng Được sự sống đời đời mà Thiên Chúa Đấng không hề nói dối Đã hứa từ thỏa đời đời Vào đúng thời Đúng buổi người đã biểu lộ lời người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi theo lệnh của thiên chúa đấng cứu độ chúng ta tôi gửi lời thăm anh Ti-tô. người con tôi thật sự sinh ra trong cùng một đức tin chung xin thiên chúa là cha và xin đức Kitô Giêsu đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đảng hay bất phục tục. Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn không nóng tính không nghiện rượu không hiếu chiến không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn trái lại phải hiếu khách yêu chuộng điều thiện chừng mực công chính thánh thiện biết tự chủ người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên vũ vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Thật vậy, có nhiều kẻ bất phục tùng, nói năng rộng tuết, lường gạt, mà đa số là những kẻ được cắt bị. Cần phải khóa miệng họ lại. Hạng người đó làm đảo lộn nhiều gia đình từ trên xuống dưới. Vì lợi lộc thấp hèn, họ dạy những điều không được phép. Một người trong số đó một ngôn sứ của chính họ đã nói người cơ re ta nói dối luôn họ là thú dữ ham ăn lại lười lời chứng đó là thật vì lý do ấy anh hãy nghiêm khắc sửa dạy họ để họ có một đức tin lành mạnh không còn chú ý đến những chuyện hoang đường của người do thái và những điều răng dạy của những con người đã quay lưng lại với chân lý mọi sự đều trong sạch với những người trong sạch nhưng với những kẻ nhiễm uế và không có đức tin thì không có gì là trong sạch cả trái lại trí khôn và lương tâm của họ đã bị nhiễm uế họ tuyên bố là biết thiên chúa nhưng trong hành động họ lại chối người họ là đồ ghê tởm không vâng lời và không có khả năng làm việc gì tốt thư gửi ông ti tô chương hai phần anh hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ đàng hoàng chừng mực vững mạnh trong đức tin đức mến và đức nhẫn nại các cụ bà cũng vậy phải ăn ở sao cho xứng là người thánh không nói xấu, không rượu chè say xưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền thái độ phải đàng hoàng lời lẽ phải lành mạnh không ai bắt bẻ được khiến đối phương phải bẻ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi sự làm đẹp lòng chủ và đừng cãi lại đừng ăn cắp nhưng tỏ lòng trung tính hoàn toàn như vậy là họ làm cho đạo lý của thiên chúa đấng cứu độ chúng ta được rạng rỡ mọi bề quả thế ân sủng của thiên chúa đã được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực công chính và đạo đức ở thế gian này sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là những điều anh phải nói phải khuyên, phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng có ai coi thường anh. Thư gửi ông Ti Tô, chương 3 Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa. Xưa kia, chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn thánh thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn thánh thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đó là lời đáng tin cậy. Và tôi muốn anh đặc biệt nhấn mạnh các điểm ấy, để những kẻ đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa ra sức trỗi dược về những việc tốt đẹp. Đó là điều tốt đẹp và hữu ích cho người ta. Còn những cuộc tranh luận điên rồ, những chuyện gia phả, những vụ cãi cọ, xung đột về lề luật, anh hãy tránh xa những cái đó vô ích và rỗng tuếch người theo bè phái thì sau khi cảnh cáo lần thứ nhất và lần thứ hai anh hãy loại đi vì biết rằng một người như thế đã ra hư đốn người ấy phạm tội và tự kết án bệnh. khi nào tôi sai anh ateba hay anh tikhiko đến với anh thì hãy liệu mau đến với tôi ở nicopoli vì tôi đã quyết định ở lại đó suốt mùa đông anh hãy lo tiễn đưa luật gia jena và anh apollo cho chu đáo đừng để họ phải thiếu thốn gì các anh em của chúng ta cũng phải học cho biết trỗi dược về những việc tốt đẹp để đáp ứng những nhu cầu cấp bách như vậy họ không phải là không sinh hoa kết quả tất cả những anh em ở với tôi gửi lời thăm anh xin gửi lời thăm các bạn hữu cùng một đức tin như chúng ta chúc tất cả anh em được ân sủng